Và hello, em chào tất cả mọi người nha. Và tiếp tục cập nhật những thông tin và diễn biến mới nhất liên quan đến tình hình sức khỏe của em Đạt ngày hôm nay. Thì chắc chắn mà khi tất cả mọi người xem được video này á, thì mọi người sẽ cảm thấy rất vui. Bởi vì thông tin ngày hôm nay sẽ là một thông tin mới nhất đến từ gia đình của em Đạt. Và sức khỏe của em Đạt ngày hôm nay á, là cũng có cái tiến triển nhất định rồi. Và hôm nay là ngày mùng 3 tháng 5, tiếp tục sẽ là thông tin mới nhất. Bởi vì hiện tại thì em Đạt vẫn đang được nằm và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Và tại sao em lại nói với tất cả mọi người một thông tin vui? Bởi vì 2-3 ngày hôm nay á, thì em Đạt có tình trạng là phản ứng với thuốc. Và khi mà truyền nhiều loại thuốc kháng sinh vô trong người thì nó sẽ có cái phản ứng, nó sẽ làm cho em Đạt, ví dụ như là giống như chúng ta là bị đau bụng ấy, em Đạt sẽ là tình trạng là đi ngoài. Và trong thời gian là 2-3 ngày thì tình trạng sốt của em Đạt cũng đã xảy ra. Nhưng đến ngày hôm nay khi mà em cập nhật những thông tin này thì gia đình có nói rằng là tình trạng đi ngoài của em, phản ứng thuốc của em đã hoàn toàn hết, không có bị đi ngoài nữa nha, là đã khỏi hoàn toàn. Và tình trạng sốt của em cũng đã khỏi hoàn toàn. Đó, thì đây là một cái thông tin mà rất là kịp thời được các bác sĩ hỗ trợ. Và nghe gia đình nói á, là mỗi lần mà em Đạt có cái phản ứng chuyển biến gì đó thì các bác sĩ luôn có mặt để hỗ trợ kịp thời. Và được các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ chăm sóc rất nhiệt tình, ngay cả những ngày lễ. Và trong cái thông tin của đêm ngày hôm qua đấy, thì gia đình có nói là khi mà các bác sĩ cũng như là đưa em đi tập phục chức năng thì có lật người em cho em nằm nghiêng qua để gọi là cho em nằm cho đỡ bị nóng đó mọi người. Thì cái chân của em ấy, cái bàn tay của em ấy nó co tự nhiên, cũng như là không có cần phản ứng gì luôn, không có cần động chạm gì luôn, mà em tự phản ứng. Thì em mới nói tất cả mọi người là nó giống như là em lại có cái tiến triển gì rồi hay sao đó mọi người. Bởi vì là em nói tất cả mọi người là bây giờ cái lượng thuốc mà truyền vào trong người em rất lớn nhá. Bởi vì thứ nhất là em đã nằm điều trị một tháng rồi, có khi nào một tháng nay rồi cái lượng thuốc đang ngấm rồi là bây giờ nó có hiệu quả không đó. Tuy là đến thời điểm hiện nay á, là tất cả các số liệu phân tích của bác sĩ thì chưa cung cấp cho gia đình một cái thông tin nào là cái não phục hồi được bao nhiêu phần trăm, hay là cái não tăng tình trạng như nào. Chỉ có nói rằng là hiện tại thì tình trạng của em là vẫn đang là phù não nặng và vẫn trong tình trạng hôn mê, vẫn là thở máy, vẫn là viêm phổi, và cái đường tiêu hóa của em hôm nay đã ổn định hơn. Tuy nhiên thì em cũng nói với tất cả mọi người rồi, tất cả chúng ta đều rất là mong muốn rằng sẽ có cái phép màu xảy ra với em. Thứ nhất là em đã nằm trong một cái thời gian quá dài như vậy. Cái thứ hai là cái lượng thuốc mỗi ngày bơm rồi nó đi đâu? Đi đâu? Nó bắt buộc nó phải hấp thụ này, nó phải chuyển lên não này, nó phải có nghĩa là nó cái thuốc đó nó phải có, thứ nhất là cái giá trị nha, cái giá trị một viên thuốc rất là cao. Em tin chắc như vậy, bởi vì sao? Cái tình trạng này là tình trạng nặng, nên là cái liều của em Đạt sử dụng toàn là liều cao, thuốc mà gọi là có giá trị nha, đó có giá trị. Thì em hỏi tất cả mọi người một cái viên thuốc đó thôi nha, nó khi mà nó vô trong người thì nó sẽ cải thiện từ từ về tình trạng bệnh của em Đạt. Thì em tin chắc rằng là cái phản ứng của ngày hôm nay, khi mà em đã có cái phản xạ co chân và co cái ngón tay tự nhiên, thì đấy là một tín hiệu rất là vui. Bởi vì tất cả chúng ta ai cũng mong muốn rằng là em Đạt sẽ có thể là phục hồi hay là có cái thông tin mới nhất về em. Nhưng mà khi nghe được cái thông tin là gia đình em có nói là tay của em và chân của em có phản xạ co tự nhiên, thì đấy là một cái điều mà chúng ta cảm thấy rất là vui. Mà em hỏi tất cả mọi người chứ, chúng ta đã lo lắng cho em Đạt mấy ngày hôm nay, bởi vì em Đạt có cái phản xạ với thuốc các mọi người. Khi mà em Đạt mà nằm điều trị thì bây giờ em Đạt chưa tỉnh mà, tất cả mọi thứ đều phải truyền vào trong người hết, kể cả thuốc, đồ ăn, dinh dưỡng, tất cả mọi thứ đều phải truyền vào trong người em. Thì em hỏi tất cả mọi người là khi mà một cơ thể mà nằm ở một vị trí quá lâu thì nó sẽ tạo ra một cái gọi là không có cử động được tay chân. Nên là em Đạt hàng ngày phải được đi tập hồi chức năng, đó, tập để cho chân tay có thể co lại được. Và ngày hôm nay thì khi mà nghe được gia đình thông báo rằng là chân của em với tay của em co lại, co tự nhiên, thì em mới thấy rằng là đấy là một tín hiệu rất là vui. Và có thể thấy rằng là cái dấu hiệu em Đạt ấy là phục hồi từng ngày. Và em cũng nhận được một thông tin nha, là sau cái thời gian mà em phục hồi này, cũng là cái thời điểm mà kết thúc 7 ngày mà gia đình đã dùng gừng để xoa vào lòng bàn tay, xoa vào lòng bàn chân, xoa lên đỉnh đầu để cho lưu thông máu từ tay lên não. Thì hôm qua cũng chính là cái ngày mà em có phản xạ về tay và chân tự nhiên. Vậy thì có phải là do cái vấn đề là sử dụng những cái vấn đề là gừng nóng, cái thuốc chữa trị của dân gian ấy, để xoa vào như vậy để lưu thông máu, là em đã cử động được nhờ vào bài thuốc đó hay không? Thì vẫn chưa có kết luận, chưa biết. Nhưng mà có thể nói với mọi người rằng là sau cái quá trình 7 ngày
để có thể xoa lên bàn tay, xoa lên đỉnh đầu cho em ấy, để cho lưu thông thông thoáng hơn ấy, thì em đã có hiện tượng co tay co chân tự nhiên. Thì còn cái gì mà vui hơn nữa mọi người? Thực sự em nói tất cả mọi người là chúng ta ở đây là rất là mong muốn em làm sẽ có thể phục hồi. Em có thể là sẽ phục hồi một cách nhanh nhất. Phục hồi ở đây là em nói tất cả mọi người là chúng ta là luôn mong muốn em ấy là sẽ cải thiện về tình trạng bị phù não. Bởi vì là em có bị chấn thương não trong tình trạng nặng, nên là trong cái thời gian hơn một tháng nay á, là em vẫn chưa có tỉnh và vẫn hiện tại vẫn đang hôn mê và thở hoàn toàn theo máy. Và tất cả những cái vấn đề là hoạt động của em ấy đều là phụ thuộc vào máy hết. Thì gia đình cũng đang rất là mong muốn rằng là có thể là sẽ đưa em đến một cái bệnh viện tuyến cao hơn. Đó, cái đấy ai cũng muốn thôi. Nhưng mà khi mà được các bác sĩ cũng như là gia đình cũng có chia sẻ rằng là cái mong muốn của gia đình ấy, thì ai cũng thấu hiểu với mọi người. Nhưng mà bây giờ cái tình trạng của em Đạt nó vẫn là nặng. Khi nào mà em ổn định hơn về sức khỏe, có nghĩa là em sẽ hồi phục dần dần, ví dụ như là em sẽ có cái phản ứng dần dần, thì khi mà cái tín hiệu của em đã có cái tín hiệu phát triển lên ấy, thì lúc đó thì sẽ có chỉ định của bác sĩ, một là sẽ có thể mổ và hai là có thể chuyển đi đâu đó. Chứ bây giờ thì gia đình cũng như chúng ta thôi mọi người cũng rất đau lòng, cũng rất là có nghĩa là áp lực. Bởi vì sao? Không thể nào mà cứ chứng kiến con như vậy được, nhưng mà nghe được một thông tin là các bác sĩ ở đó cũng như là bên gia đình cũng đã tham vấn qua những cái bác sĩ ở bệnh viện tuyến cao hơn, có nghĩa là cũng có hội ý để đưa ra cái phương pháp điều trị đó, chứ không phải là như chúng ta nghĩ là chỉ có nằm ở đó và đợi chờ đâu mọi người. Với là khi mà họ đã rơi vào cái hoàn cảnh ở đây là tình trạng của em là nặng, mà khi đó em đạp lại từ chuyển từ bệnh viện 108 về nhá, từ bệnh viện trung ương chuyển về bệnh viện của tuyến tỉnh đó, thì khi mà từ trung ương về tỉnh ấy nó lại dễ, còn từ tỉnh mà lên lại trung ương ấy thì nó lại khó. Bởi vì sao? Bởi vì sao thì ở trung ương mới về tỉnh, đúng không? Ví dụ như bây giờ em đạt đang nằm ở bệnh viện trung ương đi, nặng như vậy đó, nhưng về tỉnh vẫn được. Nhưng mà nếu từ trung ương mà lại về tỉnh được, mà từ tỉnh lên trung ương được thì nó lại khó. Bởi vì sao? Khi mà lên trên đó thì thứ nhất là cái bệnh nhân ở trên bệnh viện tuyến cao hơn ấy nó cũng nhiều, nặng hơn cũng nhiều, và cái quá trình chăm sóc nó cũng khó hơn. Bởi vì có thể là ở trên bệnh viện tỉnh Phú Thọ thì cái tuyến đó nó cũng còn gọi là còn trống hơn ở dưới bệnh viện của trung ương, nên là có thể nhiều người chăm sóc cùng một lúc, còn hướng dẫn kia chỉ có được một người thôi chẳng hạn. Đấy, nên là gia đình cũng chọn là nếu như bây giờ mà chuyển em xuống bệnh viện khác mà cái người điều trị, người chăm sóc chỉ có một người thôi, và lại là không có được một cách gì đó giống như ở gần quê nhà, không có sự yên tâm, thì họ sẽ chọn cách ở đó để theo dõi thêm. Đó, nên là những giải thích cho mọi người hiểu là gia đình hay là tất cả chúng ta ai chẳng mong muốn em Đạt sẽ phục hồi, đúng không? Ai cũng mong muốn rằng là sẽ có cái phép màu xảy ra đến với em, cũng mong muốn rằng là em sẽ có thể là vượt qua. Nhưng cái tình trạng hiện nay của em Đạt ấy là tuy là chưa có phản ứng gì về vấn đề não hay là cái thông báo gì đó, nhưng mà chúng ta cảm nhận được cái tin vui. Có thể là em Đạt sẽ cảm nhận được điều đó và sẽ hồi phục ấy, ở đây ấy là sẽ từ từ nhờ vào cái phương pháp điều trị hay là thuốc. Chứ em cũng nói với tất cả mọi người rồi, em cũng không có trông đợi quá nhiều phép màu, bởi vì phép màu sẽ không thể nào xảy ra khi mà cái não em chưa phục hồi, đúng không? Nên là em nói tất cả mọi người bây giờ muốn khỏi được thì thứ nhất là phải có cái phác đồ điều trị của bác sĩ, và được các bác sĩ chăm sóc nhiệt tình như bây giờ là rất là vui rồi. Bởi vì nghe thông tin gia đình nói là rất là cảm ơn các bác sĩ ở bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, cũng như là luật sư Thơm ấy, luật sư Thơm cũng nói rằng là cảm ơn các bác sĩ ở bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ bởi vì đã chăm sóc và giúp đỡ cho em Đạt cũng như gia đình để có thể có cái sức khỏe như hiện nay, là cũng nhờ các bác sĩ ở đó rất là tận tình chăm sóc em, kể cả những ngày lễ hay là ngày đêm, khi mà có cái diễn biến gì đó thì các bác sĩ luôn có mặt để giúp đỡ cho em Đạt. Và luật sư Thơm cũng nói rằng là tình trạng của em thì bây giờ vẫn đang trong cái quá trình điều trị, và cái khả năng mà để hồi phục ấy thì nó phải trong một thời gian dài, chứ không thể nào em nói tất cả mọi người hôm nay là em nằm ở đó mà có thể là ngày mai em khỏi được đâu mọi người ạ. Nó sẽ phải là sẽ từ từ đó. Thời gian trôi qua ở đây là đã hơn 45 ngày rồi, đã là 46, 47 ngày rồi đó, kể từ lúc mà xảy ra sự việc. Và hiện nay thì em Đạt vẫn đang được các bác sĩ điều trị bằng những phương pháp tốt nhất ở bệnh viện đó, cùng với sự tận tâm của các y bác sĩ, với hy vọng là con sẽ được bình an. Và ở đây là cảm ơn các bác sĩ ở bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và mọi người đã luôn bên cạnh và giúp đỡ em, là cùng với sự tận tâm tận tình thương con vô bờ bến của các bác sĩ ở đấy là giúp đỡ cho em Đạt, thì đấy là cái niềm vui rồi, đúng không? Tuy là bây giờ em đang nằm ở bệnh viện của tỉnh Phú Thọ, đúng không, là một cái bệnh viện tuyến tỉnh, thì mọi người có so sánh là bảo ở tại sao không đưa em đi bệnh viện lớn, bệnh viện này bệnh viện kia, nhưng mà bây giờ nó phải có cái lý do gì đó thì gia đình mới không đưa đi. Nhưng mà hôm nay thì nghe được thông tin là em có cái phản xạ tự nhiên đó, tay em co lại, chân em co lại mà không có tác động gì hết, thì đấy là một cái tín hiệu rất là vui đối với tất cả chúng ta. Bởi vì sao? Mỗi ngày chúng ta chỉ cần nghe được cái thông tin là em tiếp nhận thuốc tốt đó, và em sẽ có cái dấu hiệu phục hồi từ từ là vui rồi. Nên em nói tất cả mọi người này
là chắc chắn rằng là một liều thuốc, một loại thuốc không thể nào sử dụng suốt quá trình từ đầu đến cuối mà phải thay đổi. Khi mà sử dụng nhiều quá nó sẽ thành lờn đó, nên là em đã có thể là sẽ được thay cái bằng cái thuốc khác, thay thuốc khác để có thể nó sẽ điều trị được cái tình trạng của em hiện nay là bị viêm, bị phù não nặng ấy, thì có thể các bác sĩ sẽ điều trị theo cái phác đồ mới, thuốc mới, nên là em đã có cái phản ứng ban đầu. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì nghe gia đình đó là em đã cắt đứt được hoàn toàn cái vấn đề là đi ngoài rồi đó, đã hết hoàn toàn sốt rồi, và tình trạng của em bây giờ đang da rẻ rất hồng hào, vẫn được các y bác sĩ chăm sóc tận tình cũng như tập hồi chức năng. Thì có thể là em khi mà được một cái phát triển như vậy cũng như thay đổi thuốc như vậy thì biết đâu cái liều lượng của thuốc mới nó mạnh hơn, nó tốt hơn chẳng hạn, nó đúng với cái gì em đang xảy ra thì em phục hồi thì sao, đúng không? Em nói tất cả mọi người nhé, rất nhiều người cũng có bị tình trạng như em Đạt, tình trạng có thể còn nặng hơn em Đạt cơ, nằm bệnh viện còn 2-3 tháng cơ, mà còn không được quan tâm tốt bằng em Đạt cơ, nhưng họ vẫn sống, đúng không? Em nói mọi người là hàng trăm hàng ngàn người xảy ra, liệu rằng ai bằng em Đạt không? Bởi vì em Đạt thứ nhất là sao, cái vụ việc này được cả nước người ta quan tâm, cái thứ hai là cái hoàn cảnh xảy ra vụ việc của em nó quá là đáng thương, nên là bây giờ là em Đạt cũng được quan tâm của các y bác sĩ, thuốc cũng được sử dụng thuốc tốt. Thì cái đó là một cái gì đó em nói mọi người để so sánh, thì em Đạt cũng có khả năng phục hồi cao hơn, nên em tin chắc rằng em Đạt sẽ có thể phục hồi, nên là tất cả quý vị và các bạn sẽ tiếp tục theo dõi và cũng có thể là cầu nguyện cho em. Thứ nhất là có thể điều trị bằng những cái phương pháp khác đi, thứ hai là có thể là em sẽ phục hồi dần lên, và cái thứ ba là có thể là sẽ chỉ định mổ để có thể là một cái cách phục hồi nhanh nhất là chỉ có thể mổ để có thể rằng là em Đạt sẽ hồi phục. Bởi vì là trong cái quá trình hôn mê á, các bác sĩ giỏi có nói á, là trong cái trường hợp mà các bệnh nhân đang hôn mê, nếu như mà can thịt kịp thời xử lý đúng cách và có thể nói mọi người là sẽ hồi phục nhanh hơn đó, nên em vẫn tin điều đó. Nên là quý vị khán giả cứ yên tâm nha, em sẽ cập nhật ngay khi có thông tin mới, nên là quý vị khán giả cứ yên tâm. Mọi người hãy đăng ký kênh, bình luận và góp ý bên dưới mỗi video của em ha, thì để những cái video mới ra thì mọi người sẽ xem được ngay. Rồi, video này em sẽ dừng ở đây. Em chào tất cả mọi người nha. Chào mọi người.